vị, ngày 30 tháng 4 năm 2024, thông tin từ Công an huyện Ngọc Hiển tại tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Chí Thiện, 38 tuổi và Danh Nhỏ, 33 tuổi, cùng ngụ thị trấn Nam Căn, huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là hai nghi phạm đột nhập nhà phó bí thư thị trấn Rạch Gốc tại huyện Ngọc Hiển trộm két sắt. Theo điều tra ban đầu, sáng 22 tháng 4, Phó Bí thư thị trấn Rạch Cốc đi làm. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, người vợ 48 tuổi, ngụ thị trấn Rạch Cốc, khóa cửa nhà, đi sang nhà chị chồng chơi. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, bà này về thì phát hiện cửa nhà sau, cửa phòng ngủ bị cậy khóa. Khi kiểm tra, bà phát hiện két sắt để ở phòng ngủ của vợ chồng chứa nhiều tài sản bị mất. Trình báo với cơ quan công an, bà cho biết tài sản trong két sắt gồm tiền vàng có tổng trị giá hơn 600 triệu đồng. Tiếp nhận thông tin, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau phân công lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự cử lực lượng phối hợp Công an huyện Ngọc Hiển điều tra vụ việc. Vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường và trích xuất các camera, Công an xác định Nguyễn Chí Thiện và Danh Nhỏ là nghi phạm nên tập trung các mũi trinh sát truy xét. Ngay sau đó, cả hai được triệu tập làm việc. Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi đột nhập nhà vợ chồng phó bí thư thị trấn Rạch Gốc trộm két sắt, sau đó dùng võng bọc lại để chở đến khu đất trống ở sân bay Nam Căn đột phá lấy tài sản. Tiền mặt trộm được dùng mua điện thoại, mua xe, mua đồng hồ, còn vàng thì chia ra gửi cho người thân cất giữ. Theo cơ quan công an, nghi phạm Nguyễn Chí Thiện có nhiều tiền án tiền sự. Trong thời gian hai nghi phạm chờ đi cai nghiện ma túy bắt buộc thì cả hai đi trộm két sắt. Công an huyện Ngọc Hiển đã thu hồi được nhiều tài sản bị trộm, đồng thời đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Những tin tức mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào.